với tiết mục biểu diễn của tiến sĩ Choi Yong-min, Đại học Giáo dục Quốc gia Seoul, Hàn Quốc, với tác phẩm Nóc Tuyết số 9 phần 2 của show 3 và Brandit số 5, Obus 23 số phần 5 của Rachmaninoff. Xin lỗi quý vị, tiếp theo chương trình xin mời quý vị đến với tiết mục biểu diễn của tiến sĩ Park Myung-suk, Đại học Sang-myeon, Hàn Quốc, với tác phẩm Swiss Obus 14 của Bella Bakkom. Next, please enjoy performance from pianist Park Myung-suk with Swiss Obus 14, composed by Bella Bakkom. Please enjoy performance. Thank you.